Như vậy ở sân số 1 thì trọng tài Bác Anh cũng đã hoàn tất thủ tục bốc thăm nhận sân và nhận bóng. Xin mời sân số 2 cũng chuẩn bị ạ, để chúng ta cùng vào thi đấu. Các đội tuyển chuẩn bị. Một tràng vỗ tay của quý vị đi ạ, cổ vũ cho 4 đội tuyển thi đấu ở hai sân. Trọng tài bàn hiện nay ở sân số 1 chưa có. Các ông các bác được bố trí. Trọng tài biên cũng chú ý trở về vị trí ạ. Bởi vì thi đấu bóng chuyền hơi là các cầu thủ thanh niên, lứa tuổi thanh niên thi đấu rất nhanh. Nếu không có trọng tài biên thì trọng tài số 1 không thể quan sát hết được. Ở sân số 1 lúc này thì ở sân số 2 lúc này thì hai đội tuyển Khả Phú và Đa Cốc đã đang thi đấu rất quyết liệt. Xin mời các ông các bác là người con của lão ấp của mình sẽ giúp cho ban tổ chức về công tác trọng tài. Xin mời cô bác bố trí giúp trọng tài biên bởi vì các anh là những các bạn trẻ thi đấu bóng chuyền hơi lưới rất thấp cho nên tốc độ bóng rất nhanh, nếu không có sự quan sát của trọng tài biên thì trọng tài số 1 không thể quán xuyến hết được. Xin mời trọng tài biên anh ngồi lui lên trên chút ạ. Quan sát sát lên ạ. Sân số 1 chuẩn bị. Sân số 2 đang thi đấu rất quyết liệt rồi. Đấu đã giao bóng thành công. Đội tuyển ấp Phạm Lỗi Kỹ Thuật điểm đầu tiên cho Điện Biên 1-0. Chắn bóng tốt, điểm 1-0 cho lớp ấp và Điện Biên. Bóng ra ngoài, điểm cho lớp ấp 2-1. Rất tốt, một pha phòng thủ cực kỳ kỹ thuật. Đội tuyển Điện Biên đưa bóng ra ngoài.
điểm cho lớp 3-1. Hôm nay chúng ta đang xem trận thanh niên Khả Phú gặp thanh niên Đà Công, trận số 2. Đội Khả Phú tiếp tục là điểm cho lớp mang áo màu xanh, và sân số 1 là đội thanh niên Lập Ấp gặp thanh niên Điện Biên. Thanh niên Lập Ấp thanh niên tấn công chưa có lưới, rất mạnh nhưng mà chưa có lưới, điểm cho Điện Biên 2. Tấn công rất mạnh nhưng chưa qua lưới. Đội tuyển Ấp đã hàn chắn tốt. Điểm 5-2 cho Ấp. Có lẽ là đội tuyển Ấp đang thi đấu với sở trường là quen sân. Đội tuyển viên có lẽ là thi đấu chưa vào phòng. Tấn công ra ngoài. Như vậy đội tuyển Ấp đã phản đối kỹ thuật. Điểm cho Điện Biên 3-5. Điểm cho Ấp 6-3. Bóng phát rất xoáy. Điểm cho Ấp 7-3. Rất đỏ, vâng, cực kỳ may mắn. Điểm số 8 cho Ấp. Với một chiều cao tuyệt vời, chủ công của đội tuyển Ấp đã ghi điểm 9-3. Đội tuyển Điện Biên xin lỗi ý lần thứ nhất ở hiệp thiếu thứ nhất. Thưa quý vị, tại sân số 2 lúc này thì đội tuyển Khả Phú đang dẫn đội tuyển Đà Cốc 18-11. Một khoảng cách cũng không xa lắm. Đội tuyển Đà Cốc cần phải cố gắng. Báo lại trở lại với sân số 1, đội tuyển Ấp đang dẫn đội tuyển Điện Biên 9-3. Điểm cho Điện Biên ngay sau khi đội tuyển Điện Biên hội ý đã ghi điểm 4-9. Khoảng cách chỉ là 5 điểm. Chưa có gì xảy ra cả. Đội tuyển Điện Biên đã ghi điểm 5-9. Ah!
chắn bóng tốt, điểm cho đội ấp 15. Đội tuyển ấp buổi chiều ngày hôm nay thi đấu rất tốt, phát huy được những pha chắn đôi của mình. Tiếp tục là một pha chắn bóng tốt. Chắn bóng là một phương án phòng thủ số 1 trong môn bóng chuyền hơi. Rất đẹp. Nhưng đầu ấp phòng thủ rất kiên cường. Bóng ngoài nhưng mà không sao cả, bởi vì đã nhiệt tình vì bóng thì sẽ đuổi bóng đến cùng, nhưng cuối cùng bóng sẽ đã không trở lại với sân của đội ấp. Điện Biên đã ghi điểm 6-11. Tại sân số 2 thì lúc này đội tuyển Khả Phú đang dẫn 20-15. Đội tuyển Đà Cốc đã ghi điểm 16 rồi. Rất mạnh, bóng trong sân. Một pha tấn công cực tốt của đội tuyển ấp. Ghi điểm 12-6. Trên sân số 2 thì ngoài đội tuyển Đa Cốc vẫn chưa buông xuôi, tiếp tục bám sát. Các đội tuyển đang thi đấu rất nhiệt tình. Như vậy đội tuyển Khả Phú đã kết thúc hiệp thiếu thứ nhất với tỷ số 21. Chủ công Phương Nam chắn bóng rất kín, ghi điểm 8-12 với một sải tay dài. Tầm chắn là rất cao. Bóng chạm tay ghi điểm cho đội ấp 13-8. Đội tuyển Điện Biên cần phải bố trí một lực lượng hàng chắn tốt, bởi chủ công bên phía số 2 của đội ấp có chiều cao, có sức bật tốt. Bóng ra ngoài rồi. 9-13 cho Điện Biên. Trong bóng chuyền hơi, ngoài dùng sức cần phải sự kiên trì khéo léo một chút. Điểm cho lớp 14-9. Vẫn là Phương Nam tiếp tục đẩm ấp chắn bóng cực nhà băng, nhưng mà chắn bóng đã chạm người, đã điểm Điện Biên. Tiếp tục là chủ công Phương Nam, không được rồi, chuyện trái. Một pha bóng giằng co, chưa đội nào ghi điểm. Một pha tấn công rất mạnh nhưng chủ công Phương Nam đã không ghi điểm cho đội Điện Biên. Điểm cho lớp 15-10. Chưa có gì xảy ra cả, khoảng cách chỉ là 5 điểm. Điểm số 11 cho Điện Biên. 11 cho Điện Biên. Rất nhẹ nhàng và tình cảm. Rất mạnh. Bóng chạm tay Điện Biên ra ngoài, điểm 16-11. Lực của cầu thủ đánh biên 2 của đội ấp là rất tốt. Tay trái, chiều cao và sức bật.
Một pha tấn công tốt đã lọt chắn, ghi điểm 12-16, rất hay. Sân số 1 đang thi đấu rất hay và sân số 2 đã đang chuẩn bị vào thi đấu vào hiệp 2 rồi. Chủ công Quang Hào phát bóng ra ngoài. Điểm cho Điện Biên 13-16, khoảng cách còn 3 điểm. Rất tốt. Sự kiên trì của Điện Biên đã ghi điểm. Như vậy đội tuyển ấp đã phải xin hội ý lần thứ nhất ở hiệp thứ nhất. Tỷ số điểm là 16-13 nghiêng về đội ấp. Lúc này ở đầu hiệp 2 thì đội tuyển Đa Cốc đã dứt điểm 3-2. Đội tuyển Đa Cốc thiếu cố gắng lên. Khả Phú tấn công ra ngoài, điểm cho Đa Cốc 4-2. Bóng ra ngoài, điểm cho Điện Biên 14-16. Liệu gió có đổi chiều không? Quý vị sẽ đón xem hiệp đầu tiên. Bóng chưa qua lưới, điểm 15-16. Rất hay. Lập ấp cần phải cẩn thận. Và bên dưới Điện Biên lúc này đã thi đấu vào form. Đội tuyển ấp chắn tốt, điểm 17-15. Vẫn một khả năng chắn tốt của đội ấp. Tiếp tục là Phương Nam, chưa thành công. Vâng, rất tiếc. Điểm 18 cho đội ấp. Bóng ra ngoài, chưa chạm tay, điểm 19-15. Đội tuyển Điện Biên xin hội ý lần thứ hai. Khi phát hiện có điều gì không ổn, ban huấn luyện của đội tuyển Điện Biên đã phải xin hội ý ngay. Điểm số 19 cực kỳ quan trọng. Chỉ cần sơ sẩy một chút thì xét thiếu thứ nhất sẽ kết thúc ngay. Và sân số 2 lúc này đội tuyển Đa Cốc đã thi đấu cố gắng. Tỷ số lúc này là 7-6 cho Khả Phú. Trận đấu lỡ quê Điện Biên đã trở lại. Một pha tấn công tốt của Phương Nam thì chưa thành công. Rất mạnh, bóng chạm tay rồi, ghi điểm 16-19. Rất nhẹ nhàng. Một pha tấn công tốt của Phương Nam đã ghi điểm 17-19. 2 điểm để san bằng tỷ số và 2 điểm để kết thúc hiệp 1. Đội Lào sẽ ghi được 2 điểm. Và liệu gió có đổi chiều không? Rất mạnh. Bóng ra ngoài. Điểm 18-19. Đội Lào ấp xin hội ý lần thứ 2. Rất hay.
bóng đánh rất nhanh. Rất tiếc bên phía sân số 2 một pha cứu bóng cực tốt của lão tướng Nê Hợp, nhưng mà các cầu thủ trẻ lại không chuyển thành cơ hội được. 18-19, Điện Biên ra bóng, nập ấp chuẩn bị. Một pha nhỡ rồi, liệu Điện Biên có ghi điểm không? Rất cẩn thận, phải cực kỳ cẩn thận và tiết kiệm. Phương Nam quan sát rất tốt, đẩy bóng về vị trí cuối sân, nhưng hàng thủ lớp đang kiên trì. Tiếp tục, và thành công 19 đều, lần đầu tiên 19 đều, rất hay. Một trận đấu rất hay và nhiều cảm xúc. Bóng vẫn còn. Một pha không hiểu ý nhau của đội ấp đã ghi điểm 20 cho Điện Biên. Có điều gì đó phải rất cẩn thận. Cực kỳ cẩn thận những quả bóng cuối cùng. Bóng đã đánh bóng vào lưới quốc gia điểm 21-19 cho Điện Biên. Như chúng tôi đã nói, kinh nghiệm của Điện Biên sẽ phải cần về cuối mới làm quyết định. Đội tuyển ấp rất tiếc đã dẫn 6 điểm nhưng lại không bảo vệ được thành công của mình. Hai đội đổi sân.